Ủa tôi lên đây có làm cho hề cho mọi người. Mấy chị mấy anh tôi lên đây có làm cho tôi cho tao nghe nói nghe đây là cua nè cũng mâm làm chưa làm chưa phải chưa tháng nha. Thôi em có biết hay không? Đúng rồi đó. Tôi bắt tôi khó hát mà. Trời ơi. Thôi hát cưỡng chưởng đang là em mừng vui lắm. Chớ sao anh. Hồi đó lúc chưa bị bắt còn ngoài đời anh ấy nói tiếng yêu em mà giờ đây em thua chồng trại giam anh hai lòng rồi già nhưng em đeo cần đâu em nằm ở quân nhà chờ ngày to ra tiền ăn ba năm có là bao mẹ em sập gió thằng tiền đem có sức đi giường nghe em năm bốn lá mẹ lên mẹ có nói chồng con nó đã xa ngang giờ này được ra lòng anh là lòng châu cho chẳng che cho thằng chồng hay vậy trời ơi hát hay trời cũng sao mới hay hát hay thì sao không vô hát không sao mà mới hay hát sao hay thì sống gì cũng hát sao nó mới hay lúc đầu tôi quên nhiều tuổi là đóng nhạc tù kìa nó bình luận kìa chị Dung hát hay sao chị Dung không vô trọng hát cho tụi nó nghe lắc đầu mà sợ lồn quá kìa đó chị Dung kìa đủ má nó mày đóng kìa bình luận kìa đừng có xó của tụi nha ai xó chị giống chó điên đủ má không có xó mày sao mày đứng Dung vậy á tôi sợ là xó cáo hiểu giống như Kinh Phong không em sợ chị xó có thấy không chị Dung dễ thương hòa đồng gặp chị ở ngoài chắc em giận nhưng mà cái gì thế em hung chị không phải em hung chị đừng nói đè tao bu vú tụi nghiệp tao ghê quá má ơi nè chị Dung dễ thương cười từ đầu clip đến cuối clip bà nói chuyện thẳng thắn thật tương xử luôn có biến không không có luôn bé sữa dễ thương chị Dung hài hước quay với chị Dung nhiều nhiều nha nè ai nói gì nói chị Dung để hoài tay đi những người nói chị là những người đó ganh với chị thấy không nè bình luận của tao đăng nè mới gặp mà chất ngoại á ủa bà biết chữ hả biết mới gặp mà chất ngoại á mà tự đặt nhưng mà chứng nó sao bông mới tự mới cơ cười chuyện tao kể vụ mà bà Dung mới chơi phần hội mày ê chưa ăn gì mà mới đóng xong rồi đi đua luôn đó biết là chết mẹ đâu bà Dung bắt một thiếu xào đó uống thiếu xào chị Dung vui vẻ thẳng thắn nè túi gì đâu á mời nè kêu chị Dung lấy 300 tờ giấy số cũng hết nữa thấy không ờ mà bán đi trời mà nghĩ sao mấy số gì cho anh em không ai chơi hụi con hả có ăn cứt hả hỏi ăn cơm hả ý là khách người ta comment đó chị Diễm người ta nói bây giờ chị Dung bán 300 tờ cũng hết nữa 300 tờ nó đẹp quá mỗi lúc mà em chọc chị đó có má vô sức ê ra đây đi hỏi ba chơi hội hỏi mẹ hỏi nha chạy chết mẹ dễ thương chọc thôi rồi Thu Phương là nữ hoàng số 1 kìa thấy không? Bà khen em nhiều quá trời luôn. Mấy ngọc biểu mày. Yêu bà Dung này quá. Ngọc cái vợ. Qua đi chị, qua đi. Đúng vậy, chạy sợ chưa? Ấy ở cái hũ này. Cái đầu đó chạy xe cẩn thận nha. Mày thấy không? Hũ bằng hũ. Ấy vợ. Thấy không? Mất dạy đi sợ không tính thật. Có một loại này à. Cái đầu đó chạy xe phải nhìn cẩn thận, cẩn thận với mai chứ nội nè. Ê chị Dung pha anh trắng pha cho chị Ly chị Dung thích uống cái gì? Cà phê muối không? Cà phê muối thử không? Không, muốn gì đó. Cà phê muối thử không? Ê, cho má đi nước rửa ly đi anh, đi nước rửa ly á. Rửa ly mà đưa má mày uống không thì không phải, cái ly á. Mất dạy sao? Trời ơi. Ép ổi á. Ờ đúng rồi, nước ép ổi á. Mà bỏ trái tóc vô cho bả nha. Ép ổi, trời tóc gì vậy bà? Trời, má nó hại não mà gần má nó chắc thủ nó cùng nặng quá. Không phải ý là nước lạ, nó mít vô hai bàn tay kìa. Ép dễ. Nè, bà này vui nè, bà chất da giờ tùm tùm đã nữa thấy không? Đang ăn cơm mà xem chị Dung cười muốn xỉu. À, đang ăn cơm mà muốn nhét tô cơm vô họng chị Dung. Trời cái gì vậy? Nhét vô họng mày đi. Nhét họng má mày nhá. Dạ, trời đất ơi, mày mất dạy quá tôi ơi. Trời đất ơi. Khách người ta cầm lên nè. Chị Dung nói chuyện bụi bụi dễ thương. Chị Dung có duyên. Ai dễ thương. Trời đi vô đây anh vô. Ê đi cửa sau đi cửa sau đi anh. Cười chết. Trời cái quạt này đẹp quá mọi. Bữa tôi mua mà phải mua quạt kia không triệu mấy à bởi vì muốn mua quạt kia 700 nè bây giờ chị lấy cái quạt cũ đi rồi chị bù cho em 2 triệu mấy rồi đưa chị cái quạt này thôi mày khùng rồi có sao đâu chị nghe em xài máy lạnh trên lầu bọn kia dưới đất rồi em biết rồi chứ quạt này chị mua có 1 triệu mấy thôi nếu mà chị không xài cái quạt cũ thì chị đưa cho em chị bù cho em 2 triệu thôi múa này nè tao múa này đâu múa nào đó làm sao mất cái điện thoại đi nha mất cái gì ta tôi với bà mà mất điện thoại mất thì tôi lấy với ai lấy quạt hoặc hành đi có tôi với bà nè quạt này nè bữa trời quạt này không có mát quạt này biết cái này quạt cái gì phải không quạt này quạt cố tình độ cái này đó thấy không thấy chưa em thấy không em coi cố tình độ cái tính tình nè lộc nhắc chứng giới em á
Ủa gì tại gì sao trong đây nó ghi phim đen lại gì vậy? Phim đen vàng đó má. À. Thú chơi tiền á. Em thấy gì đó. Tiếp nè. Nè chụp với lại đây chưa coi nè, chụp với lại dạ. Chụp với lại Molas đẹp không? Nè chụp Molas đẹp không? Cái gì cháu đẹp? Có đám cưới á, có đám cưới chạy á. Bữa nay ai trang điểm với bà vậy? Trang điểm đẹp á, coi nhật tảo có trang điểm đẹp. Ê bà uống tóc này hộp này vô. Cái đó gì vậy? Kêu mới uống lại gì vậy? Nước ép ổi. Không phải này nè. Ngon. Này nước ép ổi hả? Cái đó chà may mắn. Cho cho nước ép ổi. Ủa chứ mà uống mà không biết gì luôn. Trời ơi tao uống được bình thường đâu. Ý là cho vô uống trà đá trước rồi từ từ mới uống nước ép ổi. Chà may mắn. Chà may mắn hả? Trời ơi chà may mắn rồi gặp nhiều may mắn. Đã đá lên nước bây giờ. Có đá đâu. Trời đất ơi ngứa. Nó sợ mà đá nước đổ. Tao biết tim đó. Tao chết là đủ một biết bao nhiêu tiền đó. Nó giỡn nha má. Đền mạng nổi không? Giá khùng giá điên không? Còn điên khủng rồi. Em hết không? Ủa nãy bà hát bài mới hay lắm. Không phải bài mới, bài đó nói còn khúc quá quên. Nói lại đi. Má. Bây giờ chị phải tự suy nghĩ ra giống như là cái bài hát nào nói về cuộc đời của chị luôn. Cuộc đời dung đây đây. Hát cuộc đời đây đi, cho chị nghe đi. Ok chị. Đó thì hôm nay em sẽ hát tặng cho chị Dung bài hát được mang tên Cuộc đời em MBD. Từ ngày mẹ sinh con ra, bố mẹ buồn thì buồn vì mang thêm người lạc lối. Dài trắng da trai, dài nào phải dài, đồng tình hay liên ai mà sao em phải con trai. Kiều kiều ga di tưng bán mình cho mọi người. Trời ơi thấy tôi cuộc đời mang kiếp bê đê, mang hai dòng máu. Người đời cho tôi biết rằng tôi đã yêu Dung rồi. Tôi yêu Dung rồi tôi lấy được gì Dung đâu. Tôi yêu Dung rồi, một ngày tôi sẽ cô đơn. Trốn yêu Dung rồi, em chấp nhận sự đau thương. Hay yêu Dung rồi, em chấp nhận sự thương đau. Được. Trời ơi, sao cứ vừa hát cứ vừa lột vòng, đánh thành kỳ vậy? Đâu có đâu, ý là em diễn tả cho chị. Diễn tả lắm, mất vòng nữa, tôi nghiệp lắm. Trời ơi, vì đó sao, em xứ vậy, em chưa bao giờ bậy bãi với chị đâu. Em chiếc là 46, tăng. Ờ đàng hoàng nha. Nè tay chân tôi nè. Chưa không có đem sao rồi. Ờ. Không đang bán. Đá ly nước. Có. Xích không xích. Có đeo. Không có đeo cái gì vậy chị. Không đem nay bán. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Ở bàn tay bằng xuống lắm mới nghe vô. Ổ bàn tay xấu á. Tao bạn chân chỉ xuống nó cổ. Trời ơi. Thôi bạn chân má đi cực lắm á nha. Nó có làm gì đâu cực. Bạn chân của chị là phải đi tới đi luôn vậy ngồi một chỗ là người ta sẽ nghĩ là chị. Nó chạy vòng vòng ta lấy tiền. Ờ đúng rồi. Muốn đi đi nào trời. Không nhưng mà bạn tay chị đuổi cái này xuống. Cắt cái thơm gì. Thiệt. Cái lỗ không mấy người bự. Đâu. Cái không. Ờ chị bàn tay của bà nè. Ý là gì nó quậy cực thôi nhưng mà độ chừng là. Trời ơi. Ở bàn tay mày chửi em mờ giống tao luôn rồi xong. Ai chửi em mờ má. À, sao vậy? Người ta dưới mờ là mấy người thương người á. Má có duyên người tự nhiên giống sao mẹ ác quá vậy. Thế. Đâu gì gì đưa hai bàn tay lên. Nè chữ ai nè. Cái mặt đâu có hậu nha. Em biết rồi nhưng mà đưa hai bàn tay nè. Cái mặt lồn của mày cũng có hậu. Trời ơi em chưa kịp nói gì luôn. Nè bây giờ chị đưa hai bàn tay vô nè. Thấy không? Ai kìa. Chưa phải ai kìa. Thấy không? Nè ai nè. Kìa. Ơi bàn tay chị độ tầm 40 tuổi là chị nằm một chỗ với người lúc gì ăn. Mày mất dạy quá, mày nằm chỗ đó mặt lồn. Ý là nói chị sướng á. Nó bậy nó bạ. Nghe mà nghe nói chuyện không? Tao 48 rồi nè, đỡ có hậu nó yên tâm đi. Hậu quả hả? Không. Hay là hậu gì? Ai trốn nợ về trả từ từ. Ở cái đất đi mặc sức ăn. Trời ơi. Ở không có đất không thức ăn. Trời ơi ôi. Đúng không? Nghe qua như xét đánh ngang. Ta đây miền Nam núi chập trùng và rồi là tôi là Nam Sơn rừng núi đi rồi ăn cái đồ mà mắt bắn trời ơi má đếm tâm thần quá không phải đếm bình thường em đang tập tuồng cải lương trời ơi má khùng chưa em đang tập tuồng cải lương để diễn với chị nè ghê quá mợ ơi cùng nặng hai chưa mà em với chị đóng tuồng con Quảnh Nguyện má con đóng chung má đâu má khùng quá trời ơi là trời chị em mình vui vẻ có xe đó kìa lắc mất đó mấy có kìa gà
mất với chị trước á. Trời ơi. Chị để ở ngoài bìa. À, cái miệng má giống cú không? Thấy không? Đó, bà khen nó nhiều đi. Đó, cái bài đọc của bà đó, bà khen đẹp, đi đi cái nọ đi. Đéo đẹp nữa, biết rồi. Đó xung quanh bà đó nè, đó bây giờ em đi rồi bà mới rút cái gì. Nói chung là tai lộn thì đó, sao? Bà thấy không, trên người của bà, bạn bè bà chỉ có một mình tôi thôi. Đó là lộn bà đấy, à. Ý là bà để ý đi, hiểu không? Cái em gì? Trai của mọi em nói thế nào mà mấy thằng em ghê lắm. Không sao. Trời ơi. Mấy thằng em mới làm không á. Ồ, em đâu có nói gì mẹ đâu. Vậy, ý là nó đẹp dài. Mẹ, chồng của con. Trời, chồng, vợ con kia mới giết mẹ mày đó, vợ đó. Làm sụp. Mà giỡn vợ đập mà chết đó. Trời ơi. Thôi bây giờ mẹ đừng nói chuyện ta, bây giờ chuyện của tôi với bà nè. Nghe nó im không, nó im đi, nó luôn, lại đi. Chắc luôn. Không, người ta nói sao, im cho con chim nó ngủ. U cho con cu nó nghỉ. Trời, nó quái, nó nghe cu chim nó quái, nó cười trời. Thôi kìa, đọc cái lòng của nó à. Ủa, chị tính chừng nào hay chưa? Chưa gì má. Bên chị á. Ôi đâu mà má nghe con làm. Chị hay chưa, chị mới mua dịch quay, hay quay đồ cúng. Ôi, tao hủi vô mà. À, hủi. Tao mỗi ngày tao chạy chết mẹ, chạy vòng vòng lấy tiền không mà phê. Nhưng mà lên lên clip người ta khen mày nhiều lắm á nha. Hôm qua đi Nguyễn Trãi á, ê ê. Hôm qua tao đi Nguyễn Trãi ý chị Dung, cái đồ ai vậy mở khẩu trang đi, tôi không biết đâu biết mặt đâu mà. Thấy chưa? Cái đồ tôi đâu biết bà đâu. Có nghĩa là người ta biết mình nhưng mình không biết người ta, người ta coi trên mạng á, người ta thấy chị vui. Ờ. Làm Tết thì chị chuẩn bị 50 triệu cho lì xì cho nó có may mắn á. Mày đưa 50 triệu cho lì xì nó phát cho. Trời ơi, chị có nói như vậy. Bây giờ nói bả dụ á, dụ người ta hâm mộ mình này kia cái nọ Tết. Cái gì ai vậy? Này biết không? Ê, cái ai gì à? Lộn. Loạn. Lón mày. Lón. Con Nhi. Nhi. Lại vợ lại. Mai mới hợp. Mai hợp ai? Mai hợp. Nè Nhi, bà đi chơi hụi nè Nhi. Không phải nó giật tôi bảo lãnh cho nó cho. Không, mày chơi tôi cũng dám cho, nó điểm chơi tôi cho. Cho mày chơi. Không giật luôn. Ý là em vô em đóng cho chị 2 tỷ rồi em hốt xong rồi em đóng. Cái gì? Đóng 2 tỷ à, hốt. Trời ơi, cái tay mà ghê quá. Má nghe mày cho đóng xong mày hốt. Nè Nhi, mày vô mày ký với bà đi Nhi. Dễ thương quá. Đó, nó tên Nhi đó, cho nó mượn đi rồi tôi. Cái gì? Cho mượn má nó khi nó má. Nói gì nói tí. Cái gì? Vô nó tí nó. Nó bình thường nó khùng quá. Nó gì đi gì? Đấy này đi giống ai à? Nhỏ nhỏ gì á? Con à. Con phụng. Con phụng, giống con phụng. Cái gì chết rồi mọi người nó bị tim. Giống ai? Giống ai cũng con à. Giống con Yến hả? Yến nổ mập vậy đâu má. Nghe nào này hiền nè, tính ra này hiền á. Cảm ơn Dung, con tên BB. Có thằng kia, cái thằng gì á, tức là miệng rộng á. Hả? Bonat. Đúng rồi, không phải là miệng rộng nữa. Miệng rộng, à, đàn ông miệng rộng thì sang, BD miệng rộng ăn hàng tổ cha. Nhớ cái bài hát gì nè. Bài hát? À, anh đi qua đi anh. Nhớ nè. Hai em đi qua đi. Hai em đi qua đi. Miệng rộng. Miệng, bài gì hát gì miệng hả? Hay là bài gì? Không phải. Bài gì? Má thích lọc hả? Thích lọc hả? Có đâu nó chung vai mà. Bây giờ có bài gì nhạc chế luôn Dung hát tặng lại trong tiền xuống áo đi được. Để tôi nhớ rồi. Ngày anh này mới quen em. Ai em qua tính sạn á rồi. Xong rồi ngồi nói gì sáng thì nó nói gì không. Thấy chưa, bởi vậy bà nghe lời người ta đó. Ở đây chị với em bà không nghe lời, bà nghe lời người ta. Người ta nói gì nhỏ nhỏ lỗ tai bà cũng nghe. Ở đây bà này, đây là bà có sự duyên dáng. Tại bà đâu cần tiền đâu. Bà cần vui vẻ. Ê, cái Dung. Ghét chị mà cũng nhìn gì vậy Dung. Rồi. Nhìn chị đi chửi em. Ờ, giờ đánh thành cung kỳ. Không, đúng rồi, nó dòm mà bà nói người ta biết bà nó cũng dám dòm luôn rồi, thấy không? Ờ, bởi vì em đâu dám nhìn. Vậy nó gặp bà nó dòm xuống đất không đó. Rồi, sao mà... Em hả? Tội cho ta, đánh tình mất dạy quá. Chứ bây giờ chị chỉ nói người ta liếc chị không à, mà chị có gì đâu để liếc. Xấu. Ủa, sao bà đeo cái chiếc bông vậy? Đeo ba chiếc nè. Bên đây có, bên đây không có đeo. Có đeo. Đeo sợ không được, mọi đeo sợ là chứ. Chẳng là chẳng tay cũng không phải hồng sọ. Tại vì biết sao không? Cái bộ mạng của mình là một bích, mình không có đeo hồng sọ. Phải, từ một bích, mạng thổ nó hợp vàng. Mạng thổ chị phải đem... Đeo vàng. Không, mạng thổ là chị phải sên hột me chị đeo. Hột me. Nhớ bản này, cái con này nhớ bản. Giờ lên ngày mai. Bà chị hát bài gì cũng xinh đẹp đó. Chị đi cà phê cũng muốn nói, cùng mẹ em con gì. Trời ơi, bây giờ cũng làm gì vậy? Đâu có, đâu có suy nghĩ gì chị. Ôi Phương, nãy giờ con đi cho đi con phủa con tác rồi nha con. Cái chuyện phải từ tốn lên. Cứ ngỡ con đứt đi, chút đi con hậu, chút đi tôi nói gì. Nó hết mấy chuyện một rồi, khóc luôn. Má chửi ta khóc luôn kỳ. Trời ơi, nó giả điên, giả khùng mày ơi. Má nó đi, nó khóc lại tè tè. Ủa, cũng hết lần lần nào cũng vậy. Trời ơi, giả điên, giả khùng. Nè, trời ơi. Ủa, má mày hạ nhiệm, trời ơi. Thấy ghê quá, nó phi ma mà. Mấy má trời, giống như con trâu nước quá ha.
nhìn nó uống quá tôi hết hồn, nhìn nó tôi khỏi đi khỏi quên cơm luôn, tôi đang nói bụng vô khỏi luôn phải ăn khỏi lấy nó kẹt lên đây quá à, khỏi làm ghê vậy, không làm lại chứ không, phải làm lại ghê quá rồi. Phải tại vì đang chọc chị một gặp má chắc hết tiền với mày. Ôi má cái chuyện gì nha, người ta môn cho xong đất với tôi vui vẻ này chứ. Ôi xong đất má thôi tụi nghiệp con quá à. Vậy mà cái bẩn ngỡ lại xong nhà bà nha. Bẩn ngỡ là nói cho bẩn ngỡ chứ ghê. Ờ vậy tôi tao bẩn chịu. Bẩn ngỡ thì chạy ra ngủi 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 đợi xương xong rồi thấy mà gớm mà con xà đỏ này. Ôi tôi nó đi. Ôi tao bẩn sợ vậy trời. Ờ nó đi hả nó sợ. Mày đặt bụng má nó bẩn vậy rồi. Lát tao lên cơm đó. Ủa anh làm nước ổi cho Dung chưa anh? Có rồi đó, mày làm cốc cốc với đổ đó. Cốc cốc gì trời, mày để đi nước chân mà hồi đổ bây giờ đây đây đi. Ừ. Ừ. Hôm nay có bài gì mới không? Bài gì mới có không? Bài không nhớ, bài không, gì mà người ta nói là mày đừng có lên YouTube của người ta, không thích mày lên đúng không? Ờ, cái đó người ta nói. Mấy người sớm á kìa. Ở bởi vậy. Tại mấy người ở sớm sợ mày nổi tiếng hơn người ta. Như vậy hả? Ờ. Có sao đâu. Nói luôn nói em vậy á. Mấy người ta làm trò hề. Có đâu mà em mới chờ thôi tôi vui mà có gì đâu. Nói chung là bây giờ nè, sẵn có cộng đồng mạng này hỏi đi. Ủa tôi lên đây có làm trò hề cho mọi người. Mấy chị, mấy anh tôi lên đây có làm trò hề cho tao mà nói nghe. Bây giờ là tôi lên đây cho mọi người giúp vui cho mọi người. Ai tôi lên giúp vui cho mọi người. Tôi đâu có lấy tiền lấy bạc đâu trời. Tôi nói chuyện chủ yếu là vui à. Thấy không? Quan trọng chi miệng đời mấy người đó. Thật sự thì khi mà chị Dung xuất hiện ở trên clip đó mọi người có nhiều rất là nhiều ý kiến trái chiều, thì những anh chị em trong xóm hay khuyên chị Dung đó là à mày ngu quá mày làm trò hề, giống như là duỗi tay chị Dung á, khi chị Dung mà đừng quay clip cho em, quay clip cho em mất công em có tiền vậy đó đó mọi người. Thật sự chị thì... Diễm kêu tôi bán 10 lon mò hút, tôi chạy ra từ nhà tôi bán nước ngọt, tôi chạy ra tôi đem 10 lon rồi nó mới quay tôi luôn, cũng đâu có phải sắp xếp gì lại. Đúng rồi à, nói chung là chị Dung được vô tình thôi à, được sự giống như duyên dáng á, những cái thật thà của chị Dung á đều xuất phát ở trên clip, thì những anh chị em bạn bè mình coi clip đó mình cho cái lời góp ý là chị Dung cũng như là muốn giải trí với tất cả mọi người, chúng không muốn làm hại hay là muốn gây tổn thương tới ai mà qua lời nói đó, thì mong là những anh chị ở sớm mình hãy thông cảm hơn đó. Thì mọi người thấy cách của chị Dung nói chuyện không, cái gì cũng vui vẻ hết, thì trong quá trình quay clip đó có gì sơ sót thì mọi người bỏ qua cho chị Dung. Thì nếu mà mọi người ủng hộ chị Dung lên clip em nữa, mọi người cứ ghi chữ là đồng ý chị Dung để mà chị Dung sẽ được đọc. Chị biết chữ không? Biết trời ơi, chị Dung chính nó mượn biết đó. Còn dữ quá, chị Dung phải đọc cái bình luận ở dưới đó mọi người, chị Dung sẽ nhận được những lời góp ý của mọi người, còn có bệnh động kinh của chị Dung đó. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã luôn thương yêu và ủng hộ, giống như là có những vị khách rất là thương chị Dung, nói chung là có chị chị Dung giống như là những cái bài thuốc này kia kia nọ đó để chị hết bệnh động kinh đó. Ờ thì đó, nói chung là giờ chồng nói bây giờ đi mua cái gì đó, con cá chê đó, đó là 300.000 một ký nè, mua con cá chê cho nó cắn cái mỏ chị, cắn mỏ mày á, tự nhiên cắn mỏ tao. Ủa? Cái gì con cá chê giọng nói 300.000 cái gì đó mà cá đó hiếm, nó bị ở biển hồ mới có. Con cá chê dễ chứ. Ai biết rồi, mình ghi trong cái điện thoại tôi là nhắn tin là tốt lắm đó, là mấy người gì? Mấy người đồng á. Bây giờ người nào mà nói mày lên là giờ cười dắt tôi vô nói chuyện với mấy người đó đi. Trời ơi má này thấy chưa, tao mới rảnh không hả chưa? Để bà, để đi chung mới hết rồi. Tao tức. Tao vô đây dắt tôi vô bà. Má con không nhớ nữa má. Con đi bình thường. Trời ơi mấy má này, trời chắc con chết quá mấy má. Mà nãy ai nói chị mà nghe. Mà tao tức, tao tức quá lên vô dắt mày vô. Ý là ai nói chị nghe, ai cấm chị là không có lên clip nữa. Không cấm, ai, ba má tao cấm, trời ba má tao chết hết rồi. Không đúng rồi, chị Dung nó đúng rồi, đâu có được ai cấm tao chứ. Đâu ai nuôi tao đâu trời. Người ta cúi chị, đúng không? Người ta nói chị là bây giờ ai nói chị nói thì chị Diễm nghe đi rồi em. Không ai thôi, nói chung là thôi, tôi không nhớ tôi bị khùng, đúng không? Rồi bây giờ nói chung là lên, xong khi mà đăng cái clip này người ta ủng hộ chị Dung thì Dung có xuất hiện không? Đó thì vui nếu là người ta comment ra thì chúng cái này đã chuẩn bị cái gì hay chưa, ngày mấy 6/6 6/6 đi đâu rồi đi nguyên băng lại đó, ví dụ ngày 6/6 hay chưa mà khách đồ á, người ta hâm mộ chị, người ta có thể chụp hình với chị không? Chụp có sao đâu, thì chụp bình thường nha mọi người nha, thì thu phí của chị Dung là chụp một tấm hình là 20.000. Thôi không tôi đâu lấy tiền đâu trời, má vô duyên luôn luôn tự nhiên tài điện nói gì cũng tiền cho chị Dung, có người cũng nói cũng tiền trời đất ơi, ý là em nói em nói trời sống không biết tình nghĩa gì trời má, thấy không đó, bởi vì thương chị Dung ở chỗ đó đó mọi người. Chị Dung rồi khách rồi, khách rồi không chị, chồng chị có ghen không? Ồ quá đúng rồi, đúng rồi, chưa suy nghĩ tới vụ đó nha, chị quý khách người ta thương á, lát hôn mày trước đó, hôn mày trước đẹp trai mà của con mà hả, của con à, của mày hả? Trời ai cũng muốn của mày vậy hả? Muốn thu thương nữa kìa. Đúng rồi, chồng chung mày đẹp trai quá gái mê kìa. Ờ, nói chứ bây giờ suy nghĩ bài gì đi nè. Bài gì hả? Ồ
nãy giờ suy nghĩ hoài cũng ra thôi, nếu mà bây giờ gấp cũng đâu có nghĩ cho kịp đâu. Bởi hôm bữa hát lô tô ra khen nha, người ta nói gì dùng bài kia mới nói lốt. Bài gì ta? Ủa bữa chị hát lô tô ta khen vậy. Ủa xe chị còn khóa cổ chưa? Rồi xong tắt rồi, nhớ tắt đi. Hello, chào tạm biệt mọi người đi. Tạm biệt mọi người, bye bye mấy anh mấy chị, bye.